Cá còm là loại cá nhỏ bằng ngón tay, thường có rất nhiều ở các sông suối vùng miền Tây xứ Nghệ. Vì cá có đặc tính chỉ sinh sống ở vùng nước sông chảy xiết. Cá còm thịt thơm, xương mềm. Cá sau khi đưa về còn tươi ngon, được chế biến thành nhiều món ăn thú vị, hấp dẫn như cá còm nấu canh chua, cá còm rán, cá còm kho tộ, cá còm kho Nghệ. Ngon, hấp dẫn và được nhiều người ưa thích nhất vẫn là cá còm kho Nghệ và cá còm kho tộ. Để kho được một tổ cá còm ngon, đúng chuẩn là cả một quá trình chế biến rất công phu của người nội trợ. Những món ăn từ cá còm rất dùng dị như chính cuộc sống dân dã của người dân ven dòng sông Lam. Với sự chế biến tài tình, kỳ công của những người đầu bếp dày kinh nghiệm, vị ngon, béo ngậy của những chú cá bé tí đã làm cho không biết bao nhiêu thực khách mê mẩn. Giờ đây, loại cá này đã trở thành đặc sản của người dân vùng này. Ai đã một lần đến với xứ Nghệ được thưởng thức món cá còm kho tộ đều không thể quên được vị dai của những con cá được kho rất kỹ càng và vị thơm béo bùi của các gia vị hòa quyện ngấm đều trong từng miếng cá. Cá còm không chỉ được nhiều người dân xứ Nghệ tìm mua mà nhiều người dân ở tỉnh thành khác một lần đã thưởng thức đều nhớ mãi và tìm mua khi có dịp đến với Nghệ An.